Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ và được tiếp tục với Jenny. Ông Trump hứa giao doanh nghiệp lại cho con trai trước khi nhậm chức. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với báo chí trong tương lai gần về việc bổ nhiệm nội các và về doanh nghiệp riêng mà ông sẽ giao lại cho các con trai. Thông báo trên Twitter vào cuối ngày thứ hai xuất hiện chỉ vài ngày trước khi một cuộc họp báo hiện đã được hoãn lại. Về việc làm thế nào, ông Trump tách ra khỏi công việc kinh doanh, dính tới những lợi ích toàn cầu để tập trung vào nhiệm vụ tổng thống để tránh xung đột lợi ích. Hôm thứ Hai, thì một phụ tá của ông Trump cho biết những câu hỏi này sẽ được trả lời vào khoảng tháng Giêng. Ông Trump viết trên Twitter rằng, trước ngày 20 tháng 1, tức là ngày tuyên thệ nhậm chức, ông sẽ giao lại công việc kinh doanh cho các con trai Don và Eric đảm nhiệm, cùng với các giám đốc điều hành khác. Ông cũng cam kết không có giao dịch mới nào sẽ được thực hiện trong thời gian ông giữ chức tổng thống. Điều không rõ là mức độ chính xác về việc ông Trump sẽ tách ra khỏi doanh nghiệp của mình hoặc những hoạt động kinh doanh mà, mà ông tuyên bố sẽ không có giao dịch mới nào. Các chuyên gia pháp lý nói chỉ có cách duy nhất mà tân tổng thống đắc cử có thể tránh hoàn toàn xung đột lợi ích là bán tất cả các cổ phần toàn cầu của mình. Kính thưa quý vị. Google và Bà, thưa quý vị, Google vừa ký thỏa thuận với chính phủ Cuba. Theo đó, thì công ty Internet khổng lồ sẽ được quyền cung cấp dịch vụ truy cập vào kho dữ liệu của Google tại Cuba, tạo được một chỗ đứng quan trọng trong lĩnh vực mạng điện toán đang bắt đầu phát triển rất nhanh tại đảo quốc này. Thỏa thuận đạt được vào hôm thứ Hai sẽ cho phép Google cài đặt các máy chủ trên quốc đảo này để lưu trữ những nội dung phổ biến nhất. Bà Tanya Velasquez, giám đốc thương mại và tiếp thị của Itesca, cơ quan truyền thông của chính phủ Cuba, nói với các nhà báo rằng thỏa thuận này sẽ nâng cao trải nghiệm Internet cho tất cả người dân Cuba. Chủ tịch Google Eric Smith đã chính thức ký kết thỏa thuận với bà Velasquez tại trụ sở Itesca ở Havana. Cuba là một trong nước có tỷ lệ sử dụng Internet thấp nhất thế giới. Một số nhà phân tích nói chỉ có khoảng 5% công nhân nước này có quyền truy cập vào các trang web của thế giới. Chính phủ khi 3 đã giải quyết vấn đề bằng cách cung cấp các điểm Wi-Fi ở các thành phố lớn, nhưng tốc độ chậm và giá dịch vụ quá đắt so với mức sống của phần lớn người dân khi ba, khoảng là 2 đô la một giờ, trong khi mức lương công nhân trung bình ở nước này chỉ khoảng 20 đô la. Hòa thuận vừa được cho phép người dân Cuba truy cập vào mạng lưới các máy chủ được gọi là Google Global Cache với các trang dịch vụ của Google như là Gmail và YouTube kết nối toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thúc đẩy việc cải thiện truy cập Internet như một phần trọng tâm trong các nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Cuba. Tuy nhiên cho tới nay thì Cuba vẫn chưa cho phép các công ty Hoa Kỳ tham gia vào hệ thống mạng điện toán của nước này. Viện dẫn lý do là an ninh quốc gia. Trung Quốc nói phát biểu của ông Trump đe dọa hòa bình. Bắc Kinh nói phát biểu của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump về chính sách một Trung Quốc có thể ảnh hưởng hòa bình với Đài Loan. Phát ngôn viên nước này cũng nói can thiệp từ Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng quan hệ Trung-Mỹ. Theo chính sách một Trung Quốc, Hoa Kỳ chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc, chứ không phải với Đài Loan mà nước này coi là một tỉnh của mình. Mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump nói ông chưa chắc đã tiếp tục tuân thủ chính sách này. Ông Trump trước đó đã làm Bắc Kinh tức giận vì điện đàm trực tiếp với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và còn lên Twitter nói về chuyện này. Hôm thứ Hai 12 tháng 12, Trung Quốc bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các phát biểu của ông Donald Trump và khuyến cáo tính tế nhị của chủ đề này. An Phong Sơn là người phát ngôn của văn phòng Đài Loan chuyên trách chính sách qua eo biển. Hôm thứ tư 14 tháng 12 đã cảnh báo hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn, ông An nói, nguyên tắc một Trung Quốc là cơ sở chính trị cho quan hệ Trung Mỹ đang đà phát triển, cũng như nền tảng cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Nếu như nền tảng này bị hư hại thì sẽ không có sự phát triển lành mạnh, ổn định trong quan hệ Trung Mỹ và hòa bình cũng như ổn định ở eo biển Đài Loan sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cùng lúc đó thì đô đốc Harry Harris, người đứng đầu bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ uyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thách thức thái độ lấn lướt hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Phát biểu tại viện nghiên cứu Lower Sydney, Úc, đô đốc Harris cho biết: "Chúng tôi sẽ không cho phép các khu vực công chung bị một bên ngang nhiên đóng cửa, cho dù nước này có bao nhiêu căn cứ trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Chúng tôi sẽ hợp tác trong các lĩnh vực cần thiết, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng đối đầu ở những nơi nào cần thiết." Tiếp theo bản tin nói về quân đội Hoa Kỳ đối mặt với thách thức lớn ở Thái Bình Dương. Thưa quý vị, vào năm 2017, đang dần trở thành một năm phức tạp cho những mối quan hệ quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương. Có thể dễ dàng hiểu được tại sao Trung Quốc to lớn và hung hăng là một mối đe dọa đối với nỗ lực giữ cho các tuyến lộ thủy quốc tế này luôn thoáng. Nhưng những nước nhỏ hơn như là Philippines và Bắc Triều Tiên lại đang tạo ra những đợt sóng lớn trong khu vực Thái Bình Dương. Bắc Triều Tiên như tổng thống Obama vừa nói với ông Trump, trên thực tế có thể là một mối nguy hiểm ít được chú ý nhất ở khu vực đó. Các chuyên gia nói rằng, Bắc Triều Tiên đang chế tạo khoảng 5 đến 6 loại vũ khí hạt nhân mỗi năm. Một quan chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ nói với Bắc Triều Tiên, giờ đây có khả năng phóng những vũ khí này nhưng chưa có khả năng bắn trúng những mục tiêu Philippines, một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, đã tìm cách cắt giảm mối quan hệ với Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức vào cuối tháng 6 năm nay. Các quan chức hải quan Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ thay vào các cuộc tập trận chung nhằm mục tiêu vào các khả năng phòng vệ thủy bộ bằng các cuộc thao tác bằng các cuộc thao dược khác chỉ tập trung và đào tạo năng lượng cứu trợ thiên tai vào năm tới với Philippines và quân đội hoa kỳ cũng có thể xây thay đổi thách thức huấn luyện với philippines vào năm tới chuyển từ tác chiến sang cứu trợ nhân đạo hải quân hoa kỳ có bốn hàng không mẫu hạm ở khu vực thái bình dương quân đội hoa kỳ đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự với các vũ khí hạng nặng trong khuôn khổ sáng kiến các tuyến đường thái bình dương với hàn quốc philippines thái lan và lần đầu tiên với cambodia theo Trung tướng Lanza, Việt Nam cũng đã yêu cầu được tham gia cuộc thao dược của sáng kiến này trong tương lai. Trung tướng Lanza nói, việc huấn luyện trong các cuộc tập trận chung là rất cần thiết cho việc chuẩn bị cho các nước này, để cùng nhau làm việc trong những thời điểm quan trọng. Ông Trump cân nhắc đề cử bà Fiona Rina làm giám đốc tình báo. Tổng thống tân cử Donald Trump hôm 12 tháng 12 trao đổi với bà Carly Fiorina, là cựu giám đốc điều hành công ty Hewlett Packard về chức vụ giám đốc tình báo quốc gia. Tờ New York Times loan tin này nói rằng một thành viên cao cấp trong toán chuyển tiếp của ông Trump cho biết như vậy. Bà Fiorina từng là một đối thủ của ông Trump để được đảng Cộng hòa đề cử trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Bà Fiorina đã đụng độ kịch liệt với ông Trump trong những cuộc tranh luận sơ bộ. Toán chuyển tiếp của ông Trump cho biết bà Fiorina đã đến thăm tháp Trump gặp tổng thống tân cử nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Và thưa quý vị nói về tin bầu cử vừa qua thì kiểm phiếu xác nhận ông Trump thắng bà Clinton ở Wisconsin. Chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump ở Wisconsin đã được tái khẳng định vào hôm thứ hai sau khi kết quả kiểm lại phiếu cho thấy ông đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton hơn 22.000 phiếu. Tiểu bang Wisconsin hoàn thành việc kiểm phiếu cùng ngày một thẩm phán liên bang bác bỏ yêu cầu do đảng xanh hậu thuẫn đòi kiểm lại phiếu giấy trong cuộc bầu cử tổng thống tại tiểu bang Pennsylvania và đòi xem xét hệ thống bầu cử ở một số quận hạt, coi có dấu hiệu bị tấn công mạng hay không. Các con số không thay đổi mấy ở Wisconsin sau khi gần 3 triệu phiếu được đếm lại. Ông Trump giành thêm 162 phiếu và vẫn chiến thắng với hơn 22.000 phiếu. Kết quả cuối cùng chỉ thay đổi 0.06% ở Pennsylvania. Ông Trump đánh bại bà Clinton với 44.000 phiếu trên tổng số 6 triệu phiếu bầu. Một thẩm phán liên bang đã dừng lại dừng kiểm việc phiếu ở Michigan tuần trước sau 3 ngày. Ông Trump chiến thắng ở tiểu bang Michigan với số phiếu dưới 11.000 trên tổng số gần 4.8 triệu phiếu bầu. Tin từ Bakersfield của California, cảnh sát đã bắn chết người loạn trí. Một khu viên ra ngoài tản bộ bị cảnh sát bắn tử thương hồi sáng sớm thứ hai ở Bakersfield. Cảnh sát sở tại được báo tin qua tổng đài 911 về sự xuất hiện của một người khả nghi có súng, theo ghi nhận của truyền thông. Khi một nhân chứng chỉ tay về hướng ông Francisco Sena, 73 tuổi, cảnh sát bắn 5-6 phát. Ông Sena tắt thở tại chỗ vào khoảng, vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng, theo như biên bản của pháp y. Gia đình cho hay nạn nhân mới phát bệnh loạn trí, thường ra ngoài tản bộ khi mất ngủ. Cảnh sát không tìm thấy gì gần hiện trường. Thân nhân xác nhận ông bị bắn 8 phát. Con gái nói với nhà báo, cha tôi không có súng, ông sống bình thường. Bakersfield là một cộng đồng 850.000 dân tại thung lũng San Joaquin giữa Fresno và Los Angeles. Kính thưa quý vị. Thưa quý vị, đó là phần tin Hoa Kỳ sau một vài thông tin thương mại và Jenny cũng như Ngọc Thủy sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.